Hello, Hằng chào cô chú anh chị em nha. Ok, hôm nay thì Hằng lục lại danh sách mà cách đây mình nói là chắc cũng gần 2 năm. Cách đây 2 năm mà trên kênh YouTube của Hằng Kali đã giúp anh Nhật về bê bối về cái tội là đàn bà. Cho nên là bị ở tù. Và trong một cái hoàn cảnh mà lúc đó thì Hằng là một YouTuber về cái kênh YouTube làm từ thiện, thì anh Nhật có yêu cầu Hằng giáng sinh, lúc đó khóc lóc rất là dữ dội, nhìn một cái gương mặt lúc đó mình thảm lắm, mình không có nghĩ là mình sẽ không có giúp. Nhưng khi Hằng giúp thì khi trong 2 năm chờ lịch sư xong thì cái anh này đã quay trở một cái bộ mặt nó khác hoàn toàn. Thì khi anh này chờ mình được freedom hết thì trở mặt một cách hoàn toàn. Thì hôm nay Hằng sẽ trở mặt, mà trở mặt làm cho cái người giúp đỡ mình nó rất là đau. Thật ra trong chương trình của Hằng giúp đỡ, Hằng đã từng bị nhiều người chửi mình, nhưng Hằng chưa bao giờ đau bằng cái anh Nhật này chửi mình. Tại với một cái số tiền mình dùng cả uy tín trong một công việc làm của mình, nếu tính ra tiền Việt Nam gần cả tỷ bạc, mình dùng cả uy tín của mình để mình đứng ra mình quyên góp gần cả tỷ bạc tiền Việt Nam để giúp cho một người thoát tù tội. Nhưng hôm nay được trả giá lại bằng một cách họ làm cho mình đau, đau tận tim can. Cho nên Hằng sẽ lấy cái danh sách mà cách đây 2 năm Hằng đã ghi từng tên, Hằng đã đọc tiền trao cho anh Nhật rất rõ ràng. Nhưng hôm nay được đổi lại bằng những cái anh Nhật nói, Hằng ăn những đồng tiền này thì Hằng nghĩ trên trời cao có mắt, trời cao đều có mắt, để cho những người mà họ dông ơn bội nghĩa, họ đã dùng những từ lời lẽ để cái người giúp mình có thể thoát tù tội, thoát chết, hôm nay họ quay ngược lại, họ cắn mình một cái rất đau, rất đau. Mặc dù thằng Cường hay anh Mía chưa bao giờ làm cho Hằng đau như vậy. Tàn Cường, Hằng chỉ giúp nó ở bên ngoài đường, và cuộc sống nó sống riêng, mình chưa có giúp nó nhiều giống như anh Nhật. Cho dù Cường nó nói những lời lẽ gì chị Hằng, nhưng chị Hằng không có đau bằng anh Nhật. Mình không ngờ anh Nhật là một người nói gọi là đỏ tỉnh táo, nói gọi là khi giang sinh quỳ lại Hằng để được sự giúp đỡ, hoàn toàn một cái bộ mặt khóc lóc, một bộ mặt giả tạo ở trên một cái kênh YouTube của Hằng để được bà con thương tình, và dùng cả cái uy tín của Hằng để quyên góp những đồng tiền đó để giúp anh Nhật thoát tội cho tới ngày hôm nay. Anh Nhật có dám nói nếu không có con Hằng Kali này, ngày hôm nay anh Nhật có được thoát tội không? Anh Nhật dám ngồi lên đây trả lời đi. Không có cái số tiền 35.000 đô để mướn luật sư. Quý vị nghĩ một cái trường hợp mà luật sư phải lấy 35.000 đô thì không phải một cái trường hợp nó nhẹ. Mình nghĩ đi, một cái tội mà luật sư lấy 35.000 đô không phải cái tội nhẹ. Ở Mỹ về cái vấn đề tội về tình dục, tội về quấy rối tình dục nó rất là nặng. Và cái background của mình, người ta sẽ để ở trên mạng đó có thể cả cuộc đời mình. Khi đánh lên cái tiểu sử là nó sẽ nằm ở trên cái background mình, ở trên trang mạng, ở trên cái website. Tại vì ở Mỹ cái tội tình dục nó rất nặng. Khi được tố cáo về đàn bà mà tố cáo mình á, một cái là cái tội đó nó nằm background mình, nằm cả cuộc đời ở trên cái website mà khi người ta muốn check background mình, chỉ cần người ta đánh vô một cái tội đó nó nằm trên đó. Tùy theo bao nhiêu năm cái tội nó nặng hay nhẹ, bao nhiêu năm người ta sẽ lia. Nhiều tội cả cuộc đời nó không lia. Nhiều tội về mà nói về đàn bà tình dục cả cuộc đời không lia. Đánh lên cái website có cái tên mình nằm trên đó. Cho nên cái tội đó khi mình dướng vô mình rất là phiền phức, rất là mệt. Cho nên that's why khi những công việc của Hằng làm giúp đỡ đủ loại trường hợp, nhưng đó là khi mà anh Nhật đã tỏ ra những cái thái độ như ngày hôm nay, thì đó là một bài học kinh nghiệm của trên một công việc làm của Hằng.
một cái số tiền mà quý vị nghĩ đi, nếu anh Nhật tự nhờ một cái kênh YouTube nào ở đây, hay là anh Nhật tự lên trên mạng ngồi, người ta có cho mượn cái số tiền này, hay người ta cho có cho anh Nhật cái số tiền này không? Bây giờ bà con cô bác đã từng theo dõi kênh YouTube của Hằng Kali 4 năm nay, thì mình cứ tự phán đoán khi cái lúc anh Nhật nói gọi là gian sinh đó, anh Nhật tự lên một cái kênh YouTube nào đó, hay là một cái kênh anh Nhật tự tạo để lên mạng ngồi, để ngồi khóc, để quyên góp tiền, có ai cho không? Mình chỉ cần nói bao nhiêu thôi. Nhưng hôm nay được trả lời bằng những cái lời nói là anh Nhật nói là Hằng ăn chận những cái đồng tiền này của anh Nhật. Hằng nói trên trời cao có mắt. Nếu Hằng có ăn đồng nào của anh Nhật trong cái số tiền này, ông trời cũng có mắt. Và nếu như anh Nhật nói những lời này trái ngược với cái lương tâm của mình, thì trên trời cũng có mắt. Hằng nói thiệt, những người ngoài cái hoàn cảnh này, người ta ghét Hằng, người ta muốn nói gì người ta nói. Hằng không khe, Hằng không giận. Tại vì trong một cái cuộc sống, mình không có bắt ai phải thương mình. Mình sống có người thương người ghét. Người ta ghét, người ta muốn nói gì nói, Hằng không khe. Nhưng anh Nhật là người trong một cái trường hợp anh Nhật gõ nhất, mà anh Nhật dùng những câu nói Hằng ăn những đồng tiền này của anh Nhật, trên trời có mắt. Mình đừng có nghĩ cuộc đời mình sau này, mình nếu như mình có gặp chuyện gì, có người giúp đỡ mình nữa. Người ta sợ chết rồi, ai giúp mình nữa, một người dông ơn. Sorry, thực sự khi Hằng quá bức xúc, cho Hằng nói một chút xíu, xong Hằng sẽ đọc trên một cái quyển sách, nó có rất đầy đủ. Và ai là người nói mà Hằng chưa đọc tiền á, hãy lên tiếng gọi trực tiếp cho Hằng. Nếu mà hôm nay Hằng đọc cái danh sách này lại một lần nữa, mà nếu ai là người, Hằng nghĩ cái này anh Nhật tự bịa ra chứ không có ai hết á, ai là người giống như anh Nhật nói là ô gặp anh Nhật ở chỗ này, gặp anh Nhật ở chỗ kia, cái hỏi là tao có đưa cho mày tiền đó, nhưng Hằng Kali có đưa mày chưa? Tại sao cái người đó không gọi Hằng Kali? Để Hằng Kali lấy quyển sách ra và hỏi chị tên gì, chị ở đâu, tại sao người đó không gọi Hằng Kali mà người đó lại gặp anh Nhật nói. Những lời lẽ này hoàn toàn của anh Nhật tự bịa đặt, chứ không có mạnh thường quân nào mà gặp anh Nhật mà nói như vậy. Tại những mạnh thường quân cho anh Nhật đây có bao nhiêu đây, là những mạnh thường quân này là quen của Hằng hết trơn nè, quen của Hằng hết trơn nè, thì tại sao những mạnh thường quân đó không gọi lại nói với Hằng mà gặp anh Nhật ở ngoài nói? Bây giờ cho cái người nào mà có gặp anh Nhật ở ngoài nói thật đi, người đó cũng là giả, người đó là cũng là một cái người nói bậy hoàn toàn. Chứ người đó nếu thực sự có cho tiền, hãy gọi Hằng. Số của Hằng nó nằm ở trên mạng mà. Số điện thoại của Hằng Kali nó nằm trên cái màn hình điện thoại mà. Mình có thể gọi Hằng ơi, chị tên gì, chị ở đâu? Tại Hằng có ghi ở đây tên gì mà. Chị có gửi cho anh Nhật vào ngày đó đó, Hằng có đưa cho anh Nhật giùm chưa? Tại sao không gọi Hằng? Nhưng là tại sao bây giờ anh Nhật lại đi buông những lời lẽ có nói là người này giấu tên, người kia giấu tên. Những người giấu tên là cũng là người quen của Hằng nè. Những người giúp đỡ anh Nhật là những người thân của Hằng nè, những người quen của Hằng nè. Khi dùng những từ giấu tên thì mình phải hiểu, không phải là những người đó xa lạ với Hằng, không phải là những người đó chưa bao giờ biết Hằng là ai. Những người quen coi kênh YouTube của Hằng quá thân nè, mới dùng những từ giấu tên. Chứ không phải giấu tên là những người xa lạ như không, không biết Hằng là ai, không biết kênh YouTube của Hằng là ai, mà cầm tiền cho anh Nhật đâu. Nếu vậy người ta đi kiếm anh Nhật, người ta cho mắc gì qua trung gian Hằng. Cho nên anh Nhật à, khi anh là một người từng được người ơn của mình giúp, mình đừng nói những lời cho người ơn của mình đau lòng. Tại sao trong lúc anh chưa công bố lên thoát tội thì cái mặt của anh á, nó giả con nai rất là hay. Thậm chí anh tự lên làm một cái kênh YouTube, anh lên anh ngồi anh than trên đó là anh ngủ ngoài xe. Những người mạnh thường quân từng cho tiền Hằng gọi lại cho Hằng nè. Những người mạnh thường quân từng gửi tiền cho Hằng mà cho anh á, gọi lại cho Hằng nè. Nói ông khổ quá, ông ngủ ngoài xe. Tại vì ta coi YouTube anh, ông không có công ăn việc làm, ông ngủ ngoài xe, tới nhà mẹ ngủ cũng không được. Vậy anh ở Mỹ, anh còn đầy đủ giấy tờ, tại sao anh ngủ ngoài xe? Tại sao anh không có công ăn việc làm?
Nhà hàng làm thì lúc nào cũng là rất là cực. Những công việc ở đây á, nói mà mình trong một cái hoàn cảnh mình cần phải làm việc thì cho dù cực khổ cỡ nào mình cũng làm mới có ăn. Đó, thì bây giờ anh Nhật có dám nói là hồi xưa, hồi trước lúc mà anh nói là khi Uber nó check cái background, nó không cho anh làm, thì Hằng mới nói đi xin vô những cái hãng điện tử không có check background. Đồng lương 18 đồng, 20 đồng hay là 15, 16 đồng. Cái lúc 2 năm trước khoảng 16, 17 đồng. Thì Nhật nói là ô, nó trả cái đó thấp lắm, không có bằng đồng lương Uber, cho nên không thích làm. Lúc nào anh cũng cứ chọn một công việc tốt nhất để anh làm. Mà thà là anh ở không, anh đi xa gian sinh là anh không có tiền, chứ anh không chịu đi làm. Hằng có nói là hãng xưởng, anh nói là ô, Uber chạy lương cao giống như quen rồi, còn công việc đó nó trả thấp. Hãng xưởng ở đây nhiều, hãng điện tử nó trả lương không cần check background mà không cần biết tiếng Anh, rất là dễ làm nếu mình đầy đủ giấy tờ, ổng có thẻ xanh mà. Đó, cho nên là mình nói cái vấn đề ở Mỹ mà một người bình thường mà không có việc làm thì cái đó sai. Bây giờ mình nói mấy người nghiện ngập, họ không đi làm nổi, hay những người bị tịch thu giấy tờ hết thì hãng xưởng nó không có nhận việc làm. Tại vì nhận việc làm người ta trả bằng check chứ không có ai trả tiền mặt. Thì cho nên những người mà bị tịch thu giấy tờ thì có khi không có việc làm, nói cái đó hàng tin, thì phải đi xin những việc làm, công việc làm tạm, tạm bợ, người ta mướn gì, người ta cho tiền mặt chút đỉnh hay là gì đó, tạm bợ 1-2 ngày hay là 1-2 tháng, chứ không có công việc lâu dài, là cái đó những người không có giấy tờ. Còn có những người đầy đủ giấy tờ sau ngủ ngoài xe, nghiện ngập, một là nghiện hút sách hay là cờ bạc. Tại vì cờ bạc, họ nghiện cờ bạc á, họ cũng thiết tha đi làm. Tại họ nghĩ là đi làm không có tiền nhiều bằng đánh bài. Tại vì đánh bài á, lỡ trúng cái nó nhiều. Nhưng đừng có nói với Hằng không có đánh bài. Anh nhớ có lần không? Hằng la anh, Hằng nói người ta bắt gặp ở trong sòng bài, anh chửi Hằng đông đổng luôn. Cách một năm trước, la làng lại với Hằng. Hằng nói bây giờ chói không? Cái người đó chụp hình gửi cho Hằng. Thì lúc đó anh nói là anh đưa người ta đi vô sòng bài. Nhưng không phải một lần bắt gặp, là nhiều lần, rất nhiều. Những người thân của anh, từng bà con của anh gọi lại cho Hằng, nói cái chuyện gì chứ chuyện đó anh là số 1. Nhưng mà anh cứ chửi cái miệng đông đổng, gọi lại nói anh, nói là nói cho anh tốt, nói anh phải đi làm, anh đừng có vướng vô cờ bạc nữa. Trong khi tôi đã dùng cả uy tín anh để mượn tiền, uy tín tôi để mượn tiền, để giúp đỡ anh, để xin tiền giúp đỡ anh cho anh thoát tội. Mà anh đi quánh bài trong sòng bài hay là anh đi chơi cờ bạc những chỗ khác, rồi những người coi trên YouTube đều biết cái tên anh Nhật là ai, rồi người ta gọi lại cho Hằng, người ta nói Hằng mắc cỡ chứ. Hằng mắc cỡ là người ta nói tại sao Hằng đi giúp một người cờ bạc, mắc cỡ chứ. Thì Hằng gọi lại, Hằng la anh, thì anh chửi động động ai vậy, ba mặt một lời đi. Cứ mình khi mình nói là anh Nhật luôn luôn, ba mặt một lời đi. Trời trời, Hằng nói trời trời, ok, nếu anh không phải là người tôi giúp đỡ, tôi không có gọi lại nói những câu này. Tại tôi dùng cả uy tín của tôi để xin tiền cho anh, trên cả cộng đồng mạng ai cũng biết. Thì những người coi YouTube của tôi nói tại sao mày đi giúp một thằng cờ bạc. Những chị San Jose lúc đó vừa giúp xong gọi lại nói anh Nhật ở tiền phòng tôi không trả tiền, ông này dữ lắm gì lắm. Tôi nói chuyện đó là đi kiếm anh Nhật nói, không phải kiếm tôi. Lúc đó bên Việt Nam sao? Gọi qua ầm ầm, cũng nói là anh ở bên đó anh làm cái gì, anh bao nhiêu con vợ, anh bao nhiêu đàn bà và như thế nào. Gọi kể cho tôi rất nhiều. Nhưng tôi nói tôi không có thời gian để nghe mấy cái chuyện đó. Tôi chỉ giúp một người trong cái lúc mà gian sinh khó khăn. Anh khóc, anh nói có đứa con 16 tuổi. Một cái tâm lý khi bà con giúp mình là tại vì có một đứa con gái 16 tuổi, nếu cha anh ở tù, đứa con ở bên ngoài sẽ làm gì. Cho nên người ta thương, người ta cùng trong một hoàn cảnh có con, người ta thương. Hằng cùng trong một cái hoàn cảnh có con, Hằng thương anh. Hằng mới ngồi dùng cả cái uy tín của Hằng trên một cái kênh YouTube để mà xin tiền cho anh. Chứ không phải là anh gạt Hằng được. Không phải là anh gạt Hằng. Anh không có dễ gạt Hằng như vậy. Nhưng vì một chung cùng chung một cái tâm lý, ai cũng có con, nghĩ là ồ, cái... nó chỉ có một cái người cha trên đất Mỹ, mà nó mới có 15, 16 tuổi, nó cần có người cha. Nếu cha nó ở tù bên ngoài nó sẽ như thế nào, nó là đứa con gái. Cho nên chính vì chỗ đó
mà Hằng dùng cả uy tín của Hằng ngồi lên một kênh YouTube để giúp anh, hay là để bà con cộng đồng mạng thương vì một cái hoàn cảnh nó giúp anh, chứ không phải là người ta bị anh gạt với cái bộ mặt giả hiền. Không phải như vậy. Nhưng khi giúp của anh, giúp anh, tiền luật sư nó 35.000. Đó, khi mà những cái mà Hằng nói là mình giúp cho anh Nhật là mình giúp một lần. Nhưng mà khi anh Nhật đã nhận được cái số tiền rồi, tổng cộng cái tiền mà mình nói là của luôn, trên đó là tất cả mà Hằng cộng lại á, thì quý vị sẽ nghe Hằng đọc hết. Thì với cái số tiền là 40.000, 39-40.000, một chút xíu để đọc hết. Và ở đâu nó có 39-40.000. Thì cái lúc mà ổng đi mướn luật sư á, thì có 35.000, vậy còn dư lại đó khoảng chừng 5.000. Thì là ổng xài chứ đâu. Nhưng mà ổng xài thì sau đó ổng phải đi làm chứ. Nhưng đằng này ổng lại gọi điện thoại cho Hằng. Sau đó nha, một thời gian gọi điện thoại cho Hằng, mượn 500 trả tiền phòng, lại là kể lể khóc khó lóc, không việc làm, không này không kia nữa. Thì Hằng không có cho, tại vì nó cho quá đủ quá nhiều rồi, mình phải đi làm. Còn đằng này cứ nói hồi trước tại mình chạy Uber tiền nhiều, sau này mình đi làm chỗ khác lương thấp hơn mình không làm. Ủa vậy lấy gì mình sống? Rồi không lẽ mình ngồi đây mình chờ người ta cho mình hoài? Ai cho? Cho nên là người ta cho là trong lúc mình khổ, chứ không phải là người ta cho ô cho mày gòi rồi bây giờ cho mày tiếp để mày xài nuôi cuộc sống. Không phải vậy, mình phải nghĩ. Cho nên là Hằng không có cho mượn nha. Anh đừng có nói là anh không có gọi Hằng mượn tiền ha. Xong cái nhắn tin cho một Mạnh Thường Quân cho mượn 6.000 đó. Nhắn tin Mạnh Thường Quân đó than lan kể lể. Cái tiếng Mạnh Thường Quân mà cho mượn 6.000 của chị Phi đó, hai vợ chồng nói là cho mượn, nhưng nói là khi nào có mới trả chứ không có đòi, không có hối thúc ha. Nhưng sau đó lại tiếp tục nhắn tin than gian kể lể mượn tiền đóng tiền phòng. Tại sao mình sống một mình mà mình không thể đi làm để đủ trả tiền phòng? Ở đây mình nói nha, người đầy đủ giấy tờ đi làm một cái nơi bèo cỡ nào cũng có 1.500 một tháng, bèo cỡ nào cũng có 1.500 một tháng, 2.000 một tháng, là mình nói bèo đó, là cũng có chỗ để mướn phòng, có tiền để mướn phòng, có tiền để mình đủ sống cho mình, chứ làm sao không có. Lại nhắn tin cho chị đó, đừng có nói lên đây là chói không có. Có không có không? Hằng kêu chị Vi nói á. Rồi bây giờ anh chửi Hằng, anh dùng những câu đó. Hai vợ chồng cái chị mà, đó là những cái chị mà là Mạnh Thường Quân của kênh YouTube Hằng Kali. Chị từng giúp cho rất nhiều người trong kênh YouTube Hằng Kali. Vậy chị tôn trọng Hằng, chỉ cho anh mượn, hay là chị tôn trọng anh mà chị thương anh mà chỉ cho anh mượn, mà bây giờ anh hạ nhục, anh làm Hằng đau như vậy? Vậy cái chị này chỉ có coi thường anh không, hay là chị coi trọng anh? Chị đánh giá được con người anh. Hằng là người ơn, tôi giúp qua trung gian Hằng tôi mới giúp anh, chứ không phải tôi không biết anh là ai. Hằng là người ơn của anh, anh còn chửi được. Tôi đưa tiền cho anh mượn cũng là nhầm nhò gì đâu. Anh cũng coi tôi ra gì đâu. Thì anh nghĩ đi, người ta sẽ đòi tiền anh. Tại vì theo nếu anh là người biết ơn bất nghĩa, có thể người ta không đòi, người ta cho anh luôn. Có thể những người mà biết anh gọi là người biết ơn á, người ta không cần đòi gấp. Khi nào anh thư thả, anh có, anh trả từ từ. Trả từ từ 500, 200, 300. Còn cái kiểu người vô ơn này, người ta sẽ không cho một cách, người ta đòi thì anh sẽ mắc nợ người ta. Tại vì trong đây mượn là mượn, còn những người cho là cho. Còn những người mượn thì một hồi Hằng sẽ đọc mượn cho là cho. Còn một chị đó vẫn nói chuyện với Hằng, là cái chị Mạnh Thường Quân mà cho riêng 1.000 và mượn 6.000, là cái chị đó đưa cho anh 7.000, anh nhận từ chị đó 7.000 lận. Đó, mà anh vong ơn bội nghĩa, anh chửi Hằng như vậy thì cái những người cho mượn tiền đây, anh cũng có coi họ ra gì đâu. Vậy thì lương tâm anh để đâu? Mai mốt mình gặp khó khăn ai giúp mình? Đó, gọi lấy mượn tiền Hằng, gọi lấy làm phiền, giúp một lần rồi sao có thể mượn tiền nữa. Cho nên Hằng không cho, thì ghét nhiều thứ lắm. Sao Hằng có thể Hằng đồng lõi với anh để những cái hư đó của anh được? Một mình mà đi làm không có tiền, phải mượn tiền đóng tiền phòng, rồi mượn tiếp của những Mạnh Thường Quân gọi điện thoại, cái mặt nhắn tin lì ra để mà mượn tiền nữa. Có không? Chị đó nói cho Hằng nghe. Chị đó gọi nói Hằng nghe, nói tiền cũ không trả còn lại tiếp tục mượn. Còn cái chị Loan ở Phi Minh,
Chúc Hằng có đọc tên luôn, là chị Loan đã nói trả được phân nửa rồi, mà không phải là như không trả phân nửa, đòi chày da chóc dãy thì trả lần 200 200, trả được phân nửa có nghĩa là trả được 2.500 rồi. Rồi cả nửa năm nay chị nói thôi, thấy vậy chị không có đòi nữa, chị chưa đòi, nhưng những tính cách vô ơn này có thể người ta đòi đó. Ok, thì hôm nay Hằng mới lục lại một cái danh sách để mà Hằng có thể đọc lại hết những cái tên mà đã từng gửi tiền qua để giúp anh Nhật thoát tội cho tới ngày hôm nay. Thì bà con mình cứ nghe hết trong cái video mà Hằng đọc tên. Mà ai là người mà nói là Hằng chưa đọc tên thì người đó phải trực tiếp gọi lại cho Hằng, chứ không phải là nói với anh Nhật hay là nói với ai nha. Còn nếu những người nào nói mà đi nói với ông Nhật hay là nói với người khác là những người đó là những người bậy, những người giả tạo. Còn những người thật nằm đây nè, mà những người thật này hầu như là những người hiện tại vẫn liên lạc với Hằng nè. Thậm chí có nhiều người vẫn mua bột collagen Hằng và vẫn liên lạc với Hằng bình thường nè. Và những người này, nhiều người gọi lại nói: Hằng ơi, tại sao cái số của Hằng đi làm những công việc như này, gì đây mà lại bị có thể ông Nhật ổng trở mặt như thế này? Tại những người này người ta cầm một số tiền lớn qua trung gian của Hằng để gửi giúp ông Nhật, mà giờ này ông Nhật lại lên mạng hoặc là đi những cái kênh YouTube tùm lum đưa tin nói bậy nói bạ về Hằng. Thì cái này nghĩ đi, lương tâm của ông Nhật nằm ở đâu? Một con người của ông Nhật nằm ở đâu? Cho nên thật sự mà nói thì Hằng rất là đau, rất là đau khi cái chuyện của ông Nhật mà đã có thể thốt lên những cái lời nói vong ơn bội nghĩa như thế này. Ok, bây giờ cái danh sách này hôm nay Hằng bắt đầu Hằng sẽ đọc nha. Tiền ai cho mượn thì Hằng sẽ đọc là cho mượn, mà tiền ai cho thì Hằng sẽ đọc là cho. Và một chút rồi Hằng sẽ xong, đọc xong rồi Hằng sẽ nói ai cho mượn và anh Nhật đã trả chưa và trả bao nhiêu, có trả hay không ha. Rồi anh Nhật nhớ ngồi cộng nha, Hằng đọc nhớ ngồi cộng nha. Và cái danh sách này á, những người cho toàn là những người đã quen, thậm chí vẫn còn liên lạc với Hằng nha, cho nên đừng có nói bậy. Bây giờ những người họ không có cho, họ không có giúp, họ nghe cái khi những cái câu nói bậy á, thì mình cũng phải đoán đi. Bây giờ mình đoán là nếu mình đi làm từ thiện cho một cái gửi qua trung gian một cái kênh YouTube đó 500 đô. Ví dụ nha, chị gửi cho cái kênh YouTube 500 đô cho một cái trường hợp ở trong cái kênh YouTube đó. Vậy chị có ngồi chị chờ khi nào mà cái người làm YouTube đó có trao tiền cho cái người kia chưa? Thí dụ bây giờ chị nói chị giấu tên, nhưng cái đặc điểm của chị khi giấu tên người ta đọc á thì chị cũng biết là có đọc chị rồi, đúng không? Mà nhưng mà những người mà trong kênh của Hằng mà nói dùng cái giấu tên á, có lẽ những người quen không à? Đó. Còn bây giờ Hằng cũng thường cho người ta nè, nhưng mà Hằng đâu có nói tên Hằng là ai, đâu ai biết Hằng Kali có giúp người đó. Những trường hợp thí dụ bên Việt Nam Hằng đâu nói, nhưng mà Hằng nói chỉ cần nói dùm một cái người ở Kali, cái đặc điểm gì đó, người ta chỉ cần người ta đọc, người ta nói y cái đặc điểm của mình là mình biết người ta đã có đưa rồi. Cho nên trên đời không có ai ngu hết. Mình nếu mà những người ngồi làm một cái kênh YouTube để bịa những câu chuyện đó, cái đầu sáng suốt chút đi. Cho nên mấy chị đó làm YouTube á, nó đôi khi mất đi cả cái trí tuệ của mấy chị. Nếu mấy chị có cái não một chút, mấy chị có trí tuệ làm YouTube một chút, mấy chị có thể suy nghĩ ra một cái vấn đề khi mình nói để mình nâng giá trị của con người mình lên. Khi mình nói một cái câu nói mình quyết đoán, hay là mình đừng nói ô tôi ghét người đó, tôi có thể tôi chà đạp bất kỳ cái gì, tôi có thể nói dốc nói láo nói bất kỳ một cái điều gì. Mình đừng có nghĩ như vậy mà người ta không đánh giá được mình. Cho dù Hằng có ghét người đó tới cỡ nào đi chăng nữa, Hằng nói đúng trong một cái phạm vi mà mình nói, chứ không phải là mình có thể mình dùng bất chấp để mình chà đạp họ. Là con người mình nó mất giá trị vô cùng. Và lời nói của mình, cho dù mình có nói chuyện tới đâu, người ta cũng chẳng coi mình là ra cái gì, không ai tôn trọng mình khi mình dùng một cái lời lẽ gọi là vu khống để mà chà đạp người khác á. Thì cái uy tín của mình có thể có còn làm việc lâu dài được không? Hằng có bao nhiêu là bằng chứng những người mà nó thật? Hằng có thậm chí có cả những cái phim luôn á,
Nhưng Hằng có bao giờ đem những cái đó lên để chà đạp họ? Là những người họ gọi là họ người bên ngoài, họ người bình thường á. Nhưng mà khi những cái phim mình đã lấy được, hay là những cái lời nói mình đã thu nhận được từ những người đó, nó rất tồi tệ, nó rất thua một cái hạng người mà gọi là bần cùng của xã hội nữa. Nhưng Hằng có bao giờ Hằng đem những cái bằng chứng xấu xa của những người như vậy mình đưa lên mạng để mình chà đạp tao? Không. Mình đi đem những cái đó có nghĩa là con người mình thích đi moi móc những cái xấu xa của người ta, hay là mình bịa đặt những cái thứ xấu xa. Giờ mấy chị làm YouTube, mấy chị lựa một cái chủ đề cho nó đúng, hay là khi mình nghe nói về cái vấn đề của một câu chuyện đó, mình có thể mình đoán cái đó có thể như vậy không, mình lấy vai trò của mình ra để mình thử có thể như vậy không, rồi mình hả nói. Còn nếu như mình nghĩ cái đó không có thể, mà mình có thể nói bất chấp, nói để chà đạp cho đã cái nư giận của mình hay là cái gì đó của mình, thì con người mình còn có cái giá trị hay không? Cho nên khi đây là cái làm việc ở trên mạng xã hội, nó có một giá trị của một con người hay cái lời nói mình như thế nào. Bây giờ mình nói về anh Nhật. Lâu nay có biết bao nhiêu là những cái khi Hằng giúp anh Nhật xong rồi, thì Hằng biết anh Nhật về như thế nào, thì Hằng không nói về lên mạng nữa. Hằng nói thôi, đằng nào mình cũng giúp người ta thoát qua cái tội đó thôi. Còn những cái hư khác của họ mình chỉ giúp một lần, mình không bao giờ giúp họ lần thứ hai nữa. Cho nên Hằng không ngờ, mình nghĩ là cái chuyện mà mình giúp ổng rồi, cho dù ổng bị người ta nói cho Hằng nghe biết bao nhiêu ổng làm cái gì, nhưng Hằng cũng im, coi như thôi, cuộc sống của ổng mình giúp một lần thôi. Nhưng không ngờ ổng lại đi lên mạng nói, hay là đi ra nói với những người khác là Hằng ăn những cái tiền mạnh thường quân này của ổng, Hằng nhận mà Hằng không có đưa hay là gì đó. Sao mà anh có thể trợn con mắt anh ra anh nói được như vậy? Anh ngồi trên cái phim anh nhận tiền mà để Hằng đọc, mỗi lần đưa tiền đương nhiên là Hằng phải quay phim anh, là Hằng có đưa tiền chứ. Nếu mà Hằng đưa tiền anh mà không quay phim chắc giờ này anh còn nói tới cỡ nào nữa đó. Thì một con người như vậy, cái lương tâm anh nó để ở đâu? Cái lương tâm, cái não của mình là người hay là con gì mà mình có thể nói trắng trợn một người ơn để cho cái người ơn của mình đau lòng như vậy? Thiệt, sorry Hằng, theo lẽ Hằng bức xúc quá đi. Hằng nói nếu mà đây là một cái kinh nghiệm, Hằng không thể giúp bất kỳ ai khi sau này người ta gian xin mình. Vì cái hoàn cảnh là bệnh thôi. Mình sau này mình chỉ giúp những người hoàn cảnh bệnh hoạn thôi. Chứ cái tội anh Nhật á, kéo dài 2 năm cho tới ngày hôm nay anh Nhật được thoát tội. Tại vì nhỏ này nó về phi. Chứ nếu như trong trường hợp này nhỏ này đầy đủ giấy tờ ở đây, anh Nhật vẫn chưa xong đâu. Tại vì ở Mỹ á, dướng tới đàn bà rất phiền phức, không có bào chữa được thì mình ở tù, luật sư giỏi thì mình tốn tiền rất là nhiều. Thì trong một cái trường hợp mà 35.000 đô từ con Hằng Cali đứng ra để kiếm ba đủ trả luật sư 35.000 đô cho anh Nhật thoát tội ngày hôm nay, đổi lại xong thì anh Nhật chà đạp con Hằng Cali và coi con Hằng Cali là một con kẻ thù và một con đã lấy tiền từ thiện của ông Nhật ăn. Trời cao có mắt anh Nhật à. Anh nhớ nha, anh nhớ những lời mà anh chà đạp Hằng, Hằng đau tận tim can. Thì mình nhớ là mai mốt khi mình trong cuộc sống mà Hằng còn nghĩ, mình đang sống hôm nay chứ mình đâu nghĩ ngày mai mình có gặp hoạn nạn khó khăn hay không. Trong cuộc sống mình không có ngờ được mình khi mình gặp bất kỳ một cái hoạn nạn khó khăn. Thì khi mình gặp cái hoạn nạn khó khăn, bà con có giúp mình nữa không? Khi mình chửi, mình chà đạp người ơn như vậy, thì mình nghĩ sau này mình gặp hoạn nạn khó khăn, có ai giúp mình nữa không? Cho nên con người sống á, nó phải dùng trong cái, nếu mà con người không biết ơn là không xài được. Trong cuộc sống có những câu châm ngôn, người thứ nhất phải nhớ mình biết ơn. Cho dù mình biết ơn có nghĩa là cha mẹ mình nuôi mình lớn ngày hôm nay, mình có cuộc sống hiện tại, mình cũng nhớ mình biết ơn. Biết ơn cha mẹ mình cho mình ra một cái hình hài, hay là người ta giúp mình cho dù qua một cái cơn hoạn nạn nó rất đơn giản thôi, mình cũng phải biết ơn. Chứ đừng nói xong rồi mình phủi, mình không có nghĩ đó là biết ơn. Thì cuộc sống sau này khi mình gặp hoạn nạn nữa, ai là người ơn dám giúp mình? Bây giờ những người mà Hằng đọc tên ở trong đây á, sau này có dám giúp anh Nhật nữa không? Tại người ta đọc, người ta giúp gửi tới
cho Hằng để giúp anh Nhật. Không phải là người ta không biết qua Hằng mà ta gửi tiền cho anh Nhật. Như vậy khi người ta sẽ đánh giá anh Nhật như thế nào? Những người khác sau này anh đi lên, anh thí dụ anh gặp hoạn nạn khó khăn, anh lên kênh YouTube của anh ngồi, anh quyên góp để giúp anh, ai dám giúp nữa không? Đây nè, con Hằng Kali giúp mày gì đây, mày chửi mày nói Hằng Kali ăn tiền. Mà trong khi những cái tên này đã, người ta đã nghe là trao tiền cho anh đầy đủ rồi, vậy con Hằng Kali ăn cái đây nó ăn ở đâu? Thì có ai dám giúp anh nữa không? Ai dám giúp anh Nhật nữa không? Những người này đều được nghe con Hằng Kali nó đọc và trao tiền đầy đủ rồi đó, anh đã nhận rồi đó. Như vậy sau này có ai dám giúp anh nữa không? Rồi con Hằng nó ăn ở đâu ở đây? Tiền ở đâu để ăn? Ok, bữa Hằng có nói là 39 hay 40 ngàn thì nó nằm ở đâu mà 39, 40 ngàn? Thì Hằng nói gõ luôn. Và hôm nay mấy anh chị cô chú xem cái phim này, mình làm ơn mình xem cho gõ hết giùm. Và mình nghe hết Hằng đọc giùm. Và Hằng có nói hết tiền nó nằm ở đâu giùm. Thì sẽ mình sẽ cộng ra mình biết 39 hay 40 ngàn này nó nằm ở đâu ha. Để cho anh Nhật nói là ra sáng tỏ hay là bằng chứng. Bằng chứng nằm đây hết trên những cái phim á ha. Ở đây trơn nè. Và những người nào nói mà Hằng chưa có đọc tên thì nghe đi. Và nghe coi Hằng có đọc tên hay không. Và sẽ lấy những cái phim cũ lại coi Hằng có đọc tên chưa. Và anh Nhật có nhận đủ cái này chưa ha. Ok. Rồi bây giờ là trước tiên bây giờ Hằng sẽ đọc nha. Thì trước tiên mà khi bắt đầu anh Nhật cầu khẩn gian sinh Hằng để được lên trên kênh YouTube của Hằng, để Hằng dùng cả uy tín để quyên góp tiền cho anh Nhật thoát tội, thì đầu tiên gặp nói chuyện trước. Và anh Nhật có nói với Hằng là có một chị, sẽ nói thôi mình không biết một chị nào, một chị đã cho anh nghe anh kể hoàn cảnh và đã cho anh mượn 10.000 trước. Thì cái đầu tiên vô cái kênh của Hằng thì Hằng nói chuyện, Hằng hỏi là hiện tại anh mướn luật sư tốn tiền, nhưng anh có tiền để mà biết trước được anh có bao nhiêu chưa, để Hằng biết Hằng mới có thể quyên góp đủ bao nhiêu tới tiền luật sư thì Hằng ngưng. Chứ không phải là nói là ô khi mà dùng cái tên của Hằng lên quyên góp là quyên góp cho đã thôi, không có. Khi một trong trường hợp nào Hằng thấy tới mình quyên góp cho họ tới cái mức đó đủ là bắt đầu Hằng ngưng. Thì Hằng hỏi trước, như vậy hiện tại anh có tiền không? Và anh có được bao nhiêu? Thì anh Nhật mới nói là có một chị quen với anh Nhật, Hằng còn ghi ra nha, cho anh mượn 10.000. Thì Hằng nói ok, vậy bây giờ hiện tại có 10.000. Là Hằng cũng cộng chung vô đây chứ, để mình nói là cái số tiền được bao nhiêu rồi để đủ. Chứ không phải là nói bây giờ ổng có ghi 10.000, tôi có thể tôi kiếm cho ổng hơn đó nữa. Không có, kiếm đủ để mướn luật sư. Chứ không phải kiếm để cho ổng xài riêng trong cuộc sống. Đủ để mướn luật sư. Và khi ổng được ở ngoài tại ngoại hầu cha thì ổng có thể được đi làm. Đó. Thì ổng đã có ghi 10.000 nha. Ok, rồi quý vị cộng ghi 10.000 rồi nha. Cộng riêng 10.000 rồi nha, nhớ nha. Hằng phải ghi chứ. Phải ghi vô là coi như ổng có 10.000 rồi. Là của một chị cho ông mượn. Mà nếu như cái chị nào mà nói gọi là quen cho anh Nhật mượn thì gọi lại cho Hằng nha. Gọi lại cho Hằng. Chị đó cho anh Nhật mượn 10.000 mà trả hay chưa thì chị đó gọi lại cho Hằng nha. Đó. Rồi bây giờ có 10.000 rồi của một chị quen cho anh Nhật mượn. Bà con cộng giùm Hằng nha. Rồi ok. Kế tiếp thì khi cái video mà được đăng lên thì chị Trang cho anh Nhật mượn 2.000. Chị Trang mà nói là từ khi tiếp xúc được với Hằng á, có lúc trước gọi Hằng dụ chú Hòa mà nhưng khi nghe nói chuyện mấy lần là Hằng không có tiếp xúc rồi. Thì sau đó cái mới nói gọi Hằng trong trường hợp anh Nhật, nói cho anh Nhật mượn 2.000. Thì Hằng mới nói ok, vậy kêu anh Nhật ra hẹn. Hằng nhớ hẹn ngoài cái quán cà phê Lover của anh Thanh. Và gặp trực tiếp anh Nhật, đưa cho anh Nhật mượn 2.000, không dính líu qua Hằng. Hằng vẫn ghi vô luôn nha. Rồi chị Trang 2.000, bà con cộng giùm mình. Và sau đó tới chị Loan ở Phi Minh, mà chị Loan này tới bây giờ vẫn liên lạc với Hằng. Chị Loan này là Mạnh Thường Quân từng giúp đỡ nhiều người khác chứ không phải riêng giúp đỡ anh Nhật. Thì chị Loan mới gọi Hằng nói là muốn cho anh Nhật mượn 5.000. Ok, Hằng dẫn anh Nhật chạy lên tới Phi Minh, lên nhà của chị Loan nhận 5.000, chứ chính tay anh Nhật nhận luôn nha. Rồi
chị Loan đưa 5.000 rồi quý vị cộng giùm mình. Đây là cho mượn nha. Bây giờ chị Trang cho mượn 2.000, chị Loan cho mượn 5.000, rồi là 7.000 cho mượn nha. Rồi tiếp tục là hàng đọc ai tiền cho nữa nha và ai tiền mượn nữa nha. Rồi Linh Trần ở San Jose cho 1.200, chị Carol ở San Jose cho 800, Phương Lê cho 200, Hiền Nguyễn cho 200, Mandy Thạch cho 500, chị Hạnh ở Việt Nam cho 200. Một chị này là ở Việt Nam đó, coi YouTube của Hằng đó. Chị Vi ở San Jose cho 1.000. Mình sẽ nói cái chị này cho ghiêng và cho mượn ghiêng nha. Jenny Phạm cho 1.000, Khách Thì cho 200, Ngân Nguyễn ở Sacramento cho 1.000, Hào Chí Quỳnh cho 2.000, chị ở San Jose giấu tên cho 1.000, chị Hà cho 200, chị Thu ở San Jose cho 2.000, một chị giấu tên hẹn ra lấy cho 500. Mình đã nói những chị giấu tên, có nghĩa những chị này là những chị coi YouTube của Hằng, biết Hằng rất rõ. Cho nên khi Hằng đã đọc chị giấu tên, có nghĩa mấy chị đều biết mấy chị là ai ha. Rồi một chị hẹn ra gặp nữa cho 1.000 nữa. Cái này là Hằng có đọc lại của cái những video trước rồi, nhưng hôm nay Hằng nói. Rồi Đài Nguyễn cho 200 và chị Thảo Nguyễn cho mượn 2.000. Thành Phan ở San Jose cho 500 và anh Cường ở Nam Cali cho 1.000. Anh Cường ở Nam Cali này là hiện tại Hằng cũng vẫn liên lạc, anh này vẫn mua bột collagen của Hằng nha. Cho nên những người mà giúp anh Nhật á là những người thường xuyên coi kênh YouTube của Hằng Cali, đây là những fan của Hằng Cali. Chứ không phải nói như không là mình đi lên là người ta muốn cho là người ta cho, và người ta không có biết mình biết Hằng là ai mà nghe anh Nhật nói gì người ta cho, không có dễ như vậy nha. Cho nên đau. Thơm Ferguson cho 100, chị Thu Vân cho 200, Hùng Đặng cho 100. Và mình nói Vi á, thì thực sự khi lâu rồi cái tên Vi, sorry là Vi nói là đừng có nói tên. Trước Vi cho nói tên, Vi giúp nhiều người lắm, không phải là giúp có một người. Vi làm từ thiện nhiều lắm thì Vi nói đừng nói tên. Nhưng mà Hằng nói mình đang giúp cho một người đó không sao, nói đi. Người ta cũng không biết mình Vi là ai đâu. Tại vì ở San Jose thì mình nghĩ là rất là nhiều Vi. Nhưng mà Vi cho mượn 6.000. Và hồi nãy mình có đọc Vi cho 1.000 ghiêng. Và tiền Vi cho mượn này nữa là 6.000. Thì bây giờ tất cả ở đây, mình mời cô chú anh chị em cộng lại nãy giờ Hằng đọc á, nãy giờ Hằng đọc hết á, là trừ cái 10.000 của Nhật ra, là anh Nhật nói là 10.000 đó cũng của một cái người quen, người coi trên mạng biết anh Nhật rồi cho mượn, là trừ ra thì ở đây là 30.100. Nhưng Hằng cộng luôn, Hằng ý Hằng nói là 39 hay 40.000 để mà anh Nhật có mướn tiền luật sư á, thì mình phải cộng luôn là anh Nhật trước khi anh Nhật nói chuyện với Hằng để làm một cái phim quyên góp tiền, thì Hằng phải biết anh Nhật có bao nhiêu tiền rồi chứ. Thì anh Nhật nói là một chị cho mượn, thì Hằng vẫn ghi cho quyển sách là một chị cho anh Nhật mượn riêng 10.000. Thì vấn đề này Hằng cộng chung vô luôn, đã xoay nó là 40.100, 39-40.000. Hằng lúc đó thì đọc rồi qua mình phỏng phỏng mình nhớ là 39-40.000. Mà anh Nhật cũng nói cái người này là coi YouTube mới biết trường hợp anh Nhật, nhưng mà tại vì người này Hằng không có gặp qua. Cái người mà cho mượn 10.000 đầu tiên mà Hằng đọc á là tại vì Hằng chưa gặp cái mặt người này qua. Nhưng anh Nhật nói là người này cũng coi chương trình và biết hoàn cảnh của Nhật, thì Hằng nghĩ chị này biết Hằng, cho nên Hằng đều cộng chung vô đây. Thì có phải trên một cái danh sách
mà từ kênh YouTube của Hằng Kali giúp anh Nhật với cái số tiền 40.000 đô không? 40.000 đô không? Để anh Nhật mướn luật sư có 35.000. Còn số tiền còn lại 5.000 dư bỏ túi, đúng không? Đừng nói không đúng. Đúng. Rồi, hôm nay cái danh sách này Hằng đã đọc rồi rất rõ ràng. Rất là rõ ràng danh sách khi Hằng bất kỳ giúp một trường hợp nào đều có trong sổ, khi đi trao tiền đều đọc từng tên. Nếu ai là người cứ nói là đi nói với anh Nhật là Hằng có đưa, con Hằng Kali có đưa mày không, đừng dùng những câu đó. Đó là những người bịa chuyện. Còn những người mà đã giúp tiền cho những hoàn cảnh trong kênh YouTube của Hằng Kali là những người đó vẫn liên lạc với Hằng Kali, vẫn là fan của Hằng Kali, vẫn coi YouTube của Hằng Kali, thậm chí hiện tại những người khách mua đồ của Hằng Kali. Khi người ta thấy anh Nhật có những lời phát ngôn gọi là ăn cháo đá bát, người ta nói rất đau lòng giùm cho Hằng. Người ta nói rất đau lòng giùm cho Hằng. Tại sao mình có thể mình giúp một người người ta thoát tội mà sau đó người ta trợn con mắt ra, người ta chửi mình không thương tiếc như vậy? Thì mình nói thôi, đó là cái nghiệp của họ. Đó là cái nghiệp của họ đó. Họ đang gánh một cái nghiệp mà họ không biết. Họ nghĩ họ dùng những câu đó trong thâm tâm của họ, nghĩ xấu là Hằng có thể ăn những cái đồng tiền này của họ. Thì các bạn nghĩ đi, trên cuộc đời này, cuộc sống của mình, lương tâm của mình, mình nói những câu đó mình có thấy thoải mái không? Mình nói những câu này mình thoải mái không anh Nhật? Hôm nay Hằng nói rồi nha, trong cái danh sách Hằng đã đọc rồi. Nếu ai mà nói là tôi chưa nghe đọc tên của tôi giúp anh Nhật hồi 2 năm trước thì gọi lại cho Hằng. Và những cái lần tên mà Hằng đọc như gì giống y như Hằng đọc đợt trước. Hằng đọc những đợt mà đã trao tiền cho anh Nhật y chang như vậy, vẫn đọc y chang như vậy. Cho nên là Hằng nghĩ là những mạnh thường quân thật sự có ở trong những danh sách này là thật hết 100%, đều biết hết những đồng tiền này đã đầy đủ Hằng đã trao anh Nhật rồi. Còn những người mà gọi là cứ nói bằng cái miệng á, là có gửi cho Nhật mà Hằng có đưa chưa, là cái nói riêng với Nhật á, chứ không dám nói với Hằng á, là những người họ giả. Họ ghét mình, họ muốn nói gì nói đó, Hằng không khe. Nhưng Hằng nghĩ nếu như anh Nhật lại trong lòng vẫn nghi ngờ những cái điều đó là thật, những cái đồng tiền đó thật Hằng lấy Hằng ăn, thì lương tâm của anh Nhật để cho chó tha. Thật ra Hằng nuôi con chó ở nhà, Hằng cứu con chó từ dưới suối đem về, mà con chó đó nó bảo vệ Hằng 100%, cái con chó bi nệt của Hằng. That's why khi con chó bệnh, Hằng dám tốn một lần đi bác sĩ 1.000 đồng, một lần đi bác sĩ 500 đồng, mỗi lần đi tái khám như vậy để lấy thuốc cho nó uống. Lần đầu tiên khám là phải thử máu đồ luôn 1.000 đồng. Những lần sau mỗi lần đi khám lại cái này cái kia 300 đồng, 500 đồng để được lấy thuốc. Hằng vẫn chấp nhận trả tiền mặt để đi khám bệnh cho con chó. Tại vì mình cứu một con chó, nó trả mình cái ơn, và nó biết đó là người chủ, nó luôn bảo vệ mình. Còn mình cứu một con người nó dùng những lời lẽ nó làm cho mình đau, nó trả lại những cái quán. Quý vị nghĩ có đúng không? Có phải bây giờ mình cứu anh Nhật, tới ngày hôm nay anh Nhật được nhỡn nhơ bên ngoài, thoát tội không ở tù, thì anh Nhật trả cái quán đó cho Hằng đúng không? Đúng 100%. Còn con bi nạt, con chó này, hiện tại thử mấy anh em trong nhà nhào lại Hằng một cái. Nó nhào, nó sủa, nó chụp mấy ông đó, nó đẩy ra thứ điều nó muốn cắn. Cái này là thật 100%. Hôm nào Hằng sẽ quay phim, Hằng test cái con chó bi nạt này cho cả nhà mình xem. Tại vì chính tay Hằng ôm con chó bi nạt từ ở dưới suối ông Thành, Hằng đem về. Nó ngồi lang thang ở ngoài khi ông Thành nằm trong cái liều, nó ngồi ở ngoài cái liều, nó lụm gác nó ăn, thương đứt từng đoạn ruột. Khi mà Hằng giúp anh Thành mua được cái xe OV với ca thì cộng đồng mạng giúp lúc đó, ông Thành nói là đi lên xe OV ở rồi, thôi cho con chó cho Hằng. Hằng mừng quá, Hằng ôm con chó về. Hằng cái cọng dây ổng cột cần cổ mỏng dướng à, mà nó chạy lụp thụp theo Hằng. Ôm lên chiếc xe Hằng chở về nhà, tắm rửa những ngày đầu tiên, chăm sóc cho nó tới ngày hôm nay.
That's why nó bảo vệ Hằng tới 100%. Có phải mình cứu con chó nó trả ơn không? Mình cứu con người nó trả cái quán không? Đúng, đúng y chang. Cho tới hiện tại, tới ngày hôm nay, thực sự những người Hằng đang giúp ở trong nhà Hằng, nhưng trong lòng Hằng, Hằng cũng vẫn chưa bao giờ tin. Hằng cũng nghĩ một ngày nào đó khi những người này ra khỏi cuộc đời Hằng, ra khỏi ngôi nhà này, Hằng cũng nghĩ rằng những người này cũng dùng những câu có thể tương tự giống như vậy. Nhưng mình thôi, mình cứ chấp nhận cho số phận. Đây là mình nghĩ, ô chắc kiếp trước á, tôi cũng biết có cái gì với mấy người này, kiếp này chắc có thể mình trả xong những cái này thì mình đành. Mình nghĩ như vậy. Cho nên thật sự hôm nay Hằng nói, nếu như tất cả những ai là Mạnh Thường Quân giúp đỡ anh Nhật cái lúc 2 năm trước về cái trường hợp mà trên cái kênh YouTube của Hằng quyên góp cho anh Nhật, có từng tên thì Hằng đã đọc rồi. Nếu mà ai nói chưa có đọc phải gọi Hằng nha, chứ không phải đi ra ngoài nói. Nếu như từ hôm nay anh Nhật vẫn còn nói những câu này trên cộng đồng mạng là Hằng ăn những cái tiền này của anh Nhật, thì Hằng nghĩ trên trời cao đều có mắt. Hằng đều Nam Mô Di Đà Phật. Và sau này đối với những cái cuộc sống mà Hằng Nam Mô Di Đà Phật và anh Nhật nghĩ quan du quan cho Hằng những cái điều này, cho người ơn của mình đau lòng, thì anh Nhật biết cuộc sống của mình, mình nhớ ơn thì mình sẽ trong cuộc sống luôn luôn nhớ ơn đó. Mình chỉ biết nói là nếu Hằng có ăn ai hộp cơm hay Hằng ai giúp Hằng một cái chút xíu gì, Hằng cũng nhớ ơn. Thì anh Nhật nên nhớ rằng hai cái từ nhớ ơn nó nằm ở đâu. Và khi mình buông ra những lời cái người ơn của mình đau, thì mình nhớ cuộc sống của mình, khi mình đi làm bất kỳ nơi nào hay khi mình đi xin việc làm mà không được nhận, thì mình hãy nhớ rằng tại vì mình không biết ơn. Mà trên những cái không biết ơn này, Hằng nghĩ là trên đây mọi người đều biết hết. Nếu anh Nhật không buông ra những lời đau lòng cho Hằng, thì Hằng có những lời đem lên đây để giải thích như vậy không? Để cho người ta biết thêm anh Nhật là người vô ơn không? Nếu anh Nhật đừng có nói những lời vô ơn này, thì để cho người ta đừng có biết mình thêm, nhiều người biết mình thêm là mình người vô ơn. Còn đây là ông trời ông khiến vậy đó. Tại ông khiến là người vô ơn, phải để cho người ta biết đi. Chứ để mai mốt á, những người khác giúp về nó vô ơn tiếp tục nữa. Đó. Ok, rồi, trường hợp anh Nhật hôm nay tới coi như đơn. Hằng đã nói một lần này là Hằng đã trả lời rất rõ ràng. Còn ai bịa đặt lên những kênh YouTube mà du khống nói họ mang tội, mỗi câu Hằng niệm Nam Mô Di Đà Phật cho những người có thể lên du khống Hằng, ăn tiền trận người này, ăn trận tiền người kia, ăn tiền của người này, nói Hằng ăn tiền của người nọ, Hằng nói Nam Mô Di Đà Phật. Và những điều mà những người có thể trắng trợn cái miệng lên kênh YouTube nói Hằng như gì, Nam Mô Di Đà Phật, họ lãnh những cái nghiệp mà họ đã thốt ra, họ lãnh những cái lời du khống đó họ đã thốt ra ha. Đây là hôm nay Hằng nói lần cuối cùng, Hằng không có nói về anh Nhật nữa nha. Nếu như anh Nhật cứ tiếp tục lên mạng anh Nhật nói hoài thì cái đó là cái khổ anh Nhật gánh đó. Tại vì cộng đồng mạng sẽ kêu ghêu anh, cộng đồng mạng sẽ kêu ghêu một người giúp mình, người ơn giúp mình như vậy, mà mình cứ lên mình cứ nói xấu một người ơn mình, ăn tiền của mình. Vậy mình phải tìm bằng chứng cho rõ là cái người nào, lúc mà nếu ai từ đây trở lên nói trực tiếp với anh Nhật, tao có đưa tiền cho con Hằng 1.000 đồng, 500 đồng để đưa cho mày, Hằng có đưa cho mày chưa, thì anh Nhật phải là người nói ok bây giờ gọi Hằng liền giùm tôi ba mặt một lời. Tại sao những câu đó anh không dùng ba mặt một lời, mà khi người ta nói về anh đi vào vô sòng bài đánh bài thì anh nhảy đông đỏng với tôi là anh kêu ba mặt một lời? Còn những người mà anh nói là người ta gặp anh, người ta hỏi Hằng có đưa tiền cho mày chưa, thì tại sao anh không nói gọi liền Hằng đi ba mặt một lời? Tại vì cái này là anh tự bịa ra, thì lấy gì có ba mặt một lời. Còn người ta nói trong sòng bài á, anh kêu tôi ba mặt một lời. Như vậy tôi nói người ta chụp hình, người ta gửi cho tôi luôn nè, anh muốn tôi đăng những cái hình anh ở trong sòng bài không? Nhưng tôi không làm những điều đó. Anh biết tôi không làm những điều đó. Còn con người anh nó quá bỉ ổi đi. Nó quá bỉ ổi. Lực nhân quả, trên trời có mắt, trời cao có mắt. Ok. Cho nên hôm nay Hằng nói Hằng đọc lại cái danh sách này một lần nữa là đơn chuyện anh Nhật, Hằng không muốn nói tới.
Nếu ai muốn thắc mắc gì về vấn đề chuyện anh Nhật, gọi Hằng Kali 408-206-1934 để thắc mắc là tiền có đưa hay chưa hay là cái gì, chứ không phải là nói ở trên mạng hay là không phải là nói ở bên ngoài. Đó là những lời bịa đặt ha. Hôm nay Hằng nói lần cuối. Ok rồi, anh Nhật mình nên nghe rõ cái danh sách Hằng đọc ha, nên nghe rõ nha. Và anh có đọc lại hay là gì đi, anh có muốn anh làm phim để anh câu view gì đi, thì anh cũng phải đọc đúng những cái tên mà Hằng đọc rồi nha. Nãy giờ là Hằng nói là Hằng đọc rất gõ rồi từng tên. Còn những cái tên nào mà khi anh đọc nó không đúng á, là Hằng phải kêu anh cho đúng cái số điện thoại của những tên mà anh đọc ha, thì mới là đúng. Còn những người gọi lại có thể bịa chuyện thiếu gì, mày không có cho tiền sao mày bắt tao đọc cái tên. Nếu mày có cho tiền, mày đưa tao tiền mặt vào ngày nào, giờ nào, đưa ở tại điểm nào. Còn nếu mày là người gửi qua account của tao, tên gì, tên họ tên gì, gửi vào ngày nào, cho dù 10 năm nó cũng vẫn còn nằm trong cái system của mình ha. Ok rồi, bây giờ hôm nay cái chuyện đó mình đã không nói nữa, đủ rồi. Và chuyện anh Nhật, mình chỉ Nam Mô Di Đà Phật, mình Nam Mô Di Đà Phật đối với anh Nhật ha. Ok rồi, bây giờ cuối video thì bà con cô bác mình có quan tâm tới bột collagen, ai có quan tâm bột collagen thì ngồi lại nghe, còn ai không thích quan tâm về bột collagen, về sức khỏe thì thôi mình không nghe, mình coi đoạn phim đó xong rồi. Ok rồi, bây giờ Hằng sẽ giới thiệu về sản phẩm bột collagen nè, bột nấm organic nè, rồi hay là về skin care nè. Đây những sản phẩm mà gọi là sức khỏe và làm đẹp cho những ai quan tâm về làm đẹp và sức khỏe nha. Đó, nghe điện thoại của em gọi nãy giờ muốn trái máy mà đang làm phim không có nghe được nè. Đang làm phim không có nghe được nè. Ok rồi, trước tiên á là bột collagen. Đầu tiên thì mình muốn nói về cái tác dụng bột collagen này cho những ai đã chưa bao giờ xem YouTube của Hằng Kali, ai mới xem lần đầu tiên nha. Còn những khán giả và những khách hàng đã từng uống bột collagen của Hằng thì hiểu quá rồi. Rồi bây giờ mấy anh chị em cô chú chưa bao giờ nghe qua bột collagen thì hôm nay nếu mình có nhã hứng mình muốn nghe thì nghe Hằng nói hết cái công dụng và giá tiền và cái tác dụng sản xuất ở đâu, bột này nó có làm cái gì tốt cho mình thì mình nghe hết. Và sau đó nếu mình thích thì mình sẽ đặt hàng cho Hằng. Và chút xíu nữa Hằng sẽ nói nếu mấy chị đặt hàng thì nội dung đặt hàng như thế nào. Ok rồi, để Hằng uống. Ok, cái bột collagen này là Marine Collagen, được sản xuất tại Mỹ, Made in USA, và được chiết xuất từ cái da con cá tuyết cá pollock ở vùng biển Alaska ở Mỹ nha. Vùng biển Alaska ở Mỹ thì đây là những con cá quý hiếm được đánh bắt ở vùng biển Alaska. Và bột collagen nguyên chất 100%, không pha chế bất kỳ một cái mùi vị gì khác, mà chỉ là một cái mùi vị của bột collagen nguyên chất 100%. Giá chỉ có $68 cho một hộp. Và nó có tác dụng gì và liệu trình uống như thế nào, Hằng sẽ nói ở đây luôn nha. Đây, nó có một cái tác dụng rất là tuyệt vời. Thật sự mà Hằng nói thì nếu mà Hằng nói nó đã tác dụng trên cơ thể của Hằng thì đôi khi những người tiêu dùng nghe thì nghĩ là tại vì Hằng quảng cáo bán cho nên Hằng nói vậy. Chứ thật sự rất là nhiều khách hàng cũ gọi lại, thì khi mà khách hàng cũ gọi lại mua thêm rất nhiều luôn, mua từ 10 hộp trở lên. Và những khách cũ đó gọi mà những lúc Hằng đang quay phim thì Hằng có bấm luôn để cho khách hàng mới có thể nghe, hay là cô chú anh chị em đã xem kênh YouTube của Hằng có thể nghe những lời chia sẻ thật từ bột collagen này 100%, thì nó kỳ diệu như thế nào. Thì thật sự mà Hằng nói thì trước đây Hằng bán tới bây giờ cũng được 4-5 tháng rồi, mà hồi trước đó khi tìm hiểu những cái sản phẩm như thế này để Hằng bán thì Hằng có uống thử, mà khi lúc đó thì mình bị đau những cái khớp xương của cái ngón chân thì mình không có để ý là mình uống thì nó sẽ hết như thế nào. Thì khi Hằng uống khoảng chừng 3 tuần, Hằng đã cảm thấy cái Hằng có đau cái khớp xương của cái ngón út nó biến mất luôn, và biến mất cho tới bây giờ. Giống như tóc của Hằng nó rụng rất là nhiều,
mà nó ít mọc lại. Thì khi bắt đầu mình uống bột collagen thì tóc của mình nó rụng nhưng nó mọc lại rất là dày. Và sau này từ khi mình đã uống nhiều thì tóc mình không còn rụng giống như hồi trước nữa. Hồi trước tại vì cái tóc của Hằng á, thì tóc quăng mà khi mình duỗi tóc á, mình cứ kéo tóc bằng cái máy nóng mỗi ngày á mọi người, thì nó làm gãy hết đuôi tóc, nó rụng rất là nhiều. Nhưng từ khi dạo Hằng uống cái bột collagen này thì nói chung là nó giảm cái rụng, nó giảm rụng rất nhiều luôn. Thì nó làm cho mình dày tóc nè, ngăn ngừa rụng tóc nè. Nhất tuyệt vời nhất là cho cung cấp chất nhờn cho cơ thể, cung cấp chất nhờn cho các khớp xương của cô chú lớn tuổi khi xương khớp mình nó bị khô, nó thiếu chất nhờn. Thì đây là nó cung cấp collagen lại, nó có chất nhờn cho cơ thể mình. Giống như là khi da dẻ mình mà mình uống được chừng 2-3 tuần mình cảm thấy nó rất là hồng hào luôn, mà giống như đầy đủ nước luôn. Còn khi mà mình da mình khô khan, nó nhìn nó khô khan lắm, mà khi mình uống lại giống như cung cấp nước cho da thì nhìn nó rất đầy đủ, có thần sắc rất là hồng hào luôn. Hơn nữa những chị em phụ nữ mà thời kỳ mãn kinh thì mấy chị gọi lại, mấy chị nói rất là tuyệt vời luôn. Và thậm chí nhiều chị nói là không biết nó thần thánh như thế nào, mà mấy chị từng đau nhức rất là khủng khiếp các khớp xương mà mấy chị không tin. Nhưng mấy chị nói mấy chị thử, thì mấy chị thử nói có 8 ngày thôi, không biết nó giảm gần 80%. Thì mấy chị gọi lại Hằng, mấy chị đặt thêm 6 hộp. Thì khi đặt 6 hộp xong, mình chưa kịp gửi 6 hộp đó, chị lại gọi tiếp, mấy chị gọi đặt thêm 8 hộp. Thì mình nói là, mà nhiều khách hàng gọi lại nói cái vụ về phụ nữ đó, mãn kinh đó, thì mấy chị nói, nó tuyệt vời quá. Mấy chị trở lại giống như cái tuổi xuân của mình luôn. Cái này nói thiệt luôn. Còn mấy cô chú lớn tuổi đó, là nó giảm đau nhất nè. Rồi mấy cô chú đi bộ, mấy cô nó khỏe lắm, cái khớp xương không có đau. Thì cái đó là thực sự nó quá là tuyệt vời đi. Thì về mấy anh đàn ông khi tuổi hơi lớn tuổi thì mấy anh nói là cũng khi làm biến trong chuyện chăn gói, mà mấy anh uống mấy anh nói là cảm giác của cái đó nó giống như là tuổi trẻ luôn. Thì cái đó là nó hoàn toàn thật của những anh chia sẻ, của những chị gọi tới đặt hàng thêm và chia sẻ nha. Chứ không phải nói ô cái này là Hằng bán thì Hằng muốn nói để mà Hằng bán được hàng. Thì nếu Hằng nói vậy thì mình nghĩ khách hàng không tin. Nhưng đôi khi những anh chị đã từng nghe qua những video mà tình cờ Hằng đang quay phim thì khách gọi tới đặt hàng, Hằng mở luôn cho nghe thì khách nói như thế nào, nó có ở trong đó hết. Thì đây là chỉ có 68 đô cho một hộp thôi. Thì thật sự một cái liệu trình uống thì mình nói là trong 6 tuần mình sẽ thấy kết quả, là giống như mình giảm rụng tóc, hay là da mình hồng hào, hay là mình không có đau nhức, giảm đau nhức khớp xương, hay là khi mấy chị lớn tuổi hết kinh, mấy chị không có chất nhờn thì mấy chị uống, thí dụ trong vòng 2-3 tuần mấy chị cảm thấy cái đó có, thì đó là tác dụng của bột collagen. Thì mình nói không phải là khi mình uống 2 hộp nó có tác dụng mình nghỉ uống, không phải. Tại khi nạp collagen có nghĩa là mình nạp cả đời. Tại cái tuổi mình từ khi 30 tuổi mình đã nạp collagen rồi thì mình cứ uống hoài để mình giữ cái tuổi trẻ, giữ cái tuổi thanh xuân, là mình giữ cái trẻ, cái sức sống của mình hoài. Giống như khi mình già tới 50 tuổi, nhưng khi mình người ta đón mình nó không có 50 tuổi, người ta đón có thể 40 tuổi. Tại vì mình uống hoài thì mình giữ được cái tuổi xuân của mình hoài. Đó, nói chung là như vậy nha. Thì chỉ có 68 đô thôi chứ không có mắc. Thì mấy chị khi mua thử, mấy chị nên thử 2 hộp, đừng có mua 1 hộp. Tại mấy chị mua 1 hộp uống đâu có tác dụng gì. Thì mấy chị nói ô cái bột của Hằng không có tác dụng. Thì cái đó là không phải là Hằng ép mấy chị mua, nhưng mà mình muốn mấy chị uống đúng một cái liệu trình để có thể mình cảm thấy cái tuyệt vời của bột collagen này như thế nào. Ok rồi, mấy chị nếu muốn mua hàng thì mấy chị khi gọi Hằng Kali á, mà mấy chị nghĩ đi, khi thí dụ Hằng đang làm phim như vậy thì Hằng đâu có mà tắt ngang cái phim để Hằng có thể tiếp điện thoại. Hoặc là khi tiếp điện thoại thì Hằng không có giải thích từng người về cái bột collagen được. Tại vì khi bán trên phim là Hằng đã giải thích ở trên cái phim này rồi, thì khi mấy chị, mấy cô, mấy chú có nghe thì mình nghe hết trên cái đoạn phim mà Hằng nói. Thì khi mấy chị thích thì mấy chị hãy nhắn tin, mấy chị viết tin nhắn gửi về cho Hằng nha. Viết tin nhắn có nghĩa là text message như thế này, rồi text message như thế này để mấy chị đặt hàng. Text message như thế này, nội dung text message là tên, thí dụ nói là tôi tên A, Hằng ơi tôi tên là Mỹ A gì đó, và địa chỉ tôi ở đâu, tôi muốn mua bao nhiêu hộp bột collagen. Thì lúc đó Hằng buổi chiều Hằng rảnh, Hằng mới coi trên cái tin nhắn này, Hằng coi trên những cái tin nhắn này nè.
đó. Hằng coi trên những tin nhắn như vậy thì Hằng mới làm cho mấy chị một cái order, một cái đơn hàng là bao nhiêu tiền. Thì khi mấy chị coi mấy chị thích cái giá tiền và tiền ship bao nhiêu thì mình chịu, mình mua hàng, thì Hằng sẽ hướng dẫn cách gửi tiền như thế nào. Chứ không phải là Hằng ngồi, Hằng cầm cái phone như thế này, chị A mua 2 hộp, chị B mua 2 hộp, ghi. Nếu bán như vậy là không có hơi bán với Hằng, sẽ không làm được việc gì hết. Cho nên là Hằng bán hàng trên tin nhắn nha. Thì mấy chị cứ nhắn tin và sau đó Hằng sẽ coi tin nhắn và Hằng sẽ làm order ship hàng cho mấy chị. Nhớ nha. Rồi, nhắn tin cho Hằng Kali với số điện thoại 408-206-1934. Viết tin nhắn gửi về cho Hằng 408-206-1934 để mấy chị được đặt hàng, đặt những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe như thế này nha. Rồi, sau đây mình sẽ nói về cái bịch bột nấm này. Nó có 10 loại nấm organic được nuôi trồng tại Mỹ. Thì Hằng sẽ nói nấm gì và có tác dụng gì cho sức khỏe của mình. Đây là 10 loại nấm này. Là cái thứ nhất, nó là nấm đông trùng hạ thảo, nấm linh chi. Nấm linh chi nó có 3 loại: linh chi đỏ, linh chi trắng, linh chi đen. Và nấm vân chi, và nấm cha gà, nấm thái dương, nấm hương, nấm khiêu vũ. Thì 10 loại nấm này được nuôi trồng tại Mỹ, organic 100%, không pha chế bất kỳ một cái sản phẩm gì khác. Thì cái bột nấm này nó có tác dụng, mình uống là vô nó làm cho mình thanh lọc gan thận nè, giảm đường trong máu, giảm cholesterol, giảm cao máu. Và có những cái loại nấm nó đặc trị bệnh ung thư luôn, và ngăn ngừa ung thư nha. Đó, thì nó tăng sức đề kháng cho cơ thể, hay là nó làm tăng cường trí nhớ, giống khi mình lớn tuổi cái mình hay quên, thì nó cũng hỗ trợ cho mình tăng cường trí nhớ, hỗ trợ cho tim mạch luôn nè. Thì khi mình ăn nấm, nói chung thì mình thấy các loại nấm, mình ăn nấm là rất là tốt rồi đó, nhưng đâu có ai ăn hết được tất cả các loại nấm. Thì ở đây là người ta đã nghiên cứu ra 10 loại nấm để làm thành một cái bột cho mình uống. Mỗi ngày mình chỉ cần uống một muỗng cà phê quậy với nước ấm ấm, mình uống một muỗng là nó đủ rồi. Thì mỗi ngày một muỗng thôi. Một bịch nấm như vậy 75 đô, thì mình khuyên mấy cô mấy chị nên uống mỗi ngày một muỗng nấm đi. Tại vì trong loại nấm này nó có ngăn ngừa ung thư nè, rồi nó làm giảm cao máu, giảm cholesterol nè, hay là ai có ung thư nó cũng đặc trị ung thư luôn. Đó, thì tốt nhất cho những ai bị cao máu hay là cao mỡ, mình nên uống đi, mình đừng uống thuốc tây cao mỡ, cao máu nhiều, sau này nó sẽ làm hại gan thận. Thuốc tây mà cái lượng cao để điều trị máu với mỡ á, là nó sẽ làm hại thận. Cho nên ai đi bác sĩ uống thuốc cao mỡ, cao máu mà với một cái lượng nặng á, có phải hỏi bác sĩ đi, phải không? Bác sĩ luôn nói với mình nên cử ăn để giảm cái độ thuốc uống cao mỡ, cao máu. Uống nhiều nó sẽ hại thận. Khi mà mình uống một cái gì đặc trị cho cái đó thì nó sẽ hại quái khác. Nên đây là một cái loại mà nấm có thể là mình gọi là thiên nhiên đó. Mình uống nó không có hại gì hết. Thì có thể mình uống nó tốt cho những cái khác mà mình đừng uống thuốc tây. Thì một điều đó nó rất là tuyệt vời. Cho nên chỉ có 75 đô thì mấy chị cứ uống thử nha. Mấy chị cứ mua để uống thử 75 đô. Một bịch nấm có thể mình uống được cả tháng lận. Đó, một muỗng cà phê cho một ngày thôi. Thì mình cứ mua thử nha. Rồi, gọi Hằng Kali với số điện thoại 408-206-1934. Hoặc là viết tin nhắn gửi về cho Hằng với số điện thoại 408-206-1934 để được đặt những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe như thế này nha. Rồi, ok, khi mình nói về ở bên trong uống thì không có quên là ở bên ngoài phải thoa cho đẹp. Nếu muốn đẹp thì đặc biệt phải chăm sóc tới bên ngoài nha mọi người. Chứ nói uống không nó đẹp là một chuyện, nó đẹp, nó tốt cho sức khỏe là một chuyện. Còn nói về cái sản phẩm mà skin care, dưỡng da, thì đây là một cái bộ sản phẩm skin care của UNK mà Hằng bán cũng được 4-5 tháng nay rồi. Thì nó làm cho da mình rất là căng bóng, hồng hào, mịn màng. Cái này là thật nha. Khách cũ của Hằng xài rất nhiều nha. Nếu ai là khách cũ thì đều biết cái sản phẩm UNK này nó đẹp như thế nào rồi. Thì Hằng nói là một cái bộ sản phẩm này, thật sự nếu mấy chị follow theo cách tư vấn của Hằng để xài, đi theo một cái quá trình một bộ, thì từ khoảng từ 600 là mấy chị có thể xài được rồi, có làn da đẹp tuyệt vời. Mình nói nếu mà trước đây mấy chị từng xài sản phẩm khác mà mấy chị nói là ô nó lì lì như vậy,
thì mấy chị thử gọi hàng kali đi để mấy chị thử cái bộ sản phẩm này. Thì mình có rửa mặt trẻ quá nè, rồi nhau thai tế bào gốc nè, rồi kem chống lão quá nó làm cho căng bóng da mặt nè. Trời ơi ăn mắc nghẹn hả con. Rồi kem giống như là dùng cho da không đều màu, da ai nám tàn nhang, da không đều màu nè. Rồi kem collagen trong uống ngoài tho nè, làm cho căng bóng nè, người huyết thanh nè. Thì có những cái sản phẩm mà Hằng có thể kết hợp lại một bộ để cho mấy chị xài cho da căng bóng mịn màng. Thì mấy chị gọi Hằng Kali với số điện thoại 408-206-1934 hoặc là viết tin nhắn gửi về cho Hằng 408-206-1934. Nội dung viết tin nhắn mấy chị nói Hằng ơi, mình muốn tư vấn về cái bộ skin care thì Hằng sẽ gọi lại để tư vấn cho mấy chị da loại da gì và mấy chị sẽ xài sản phẩm nào cho nó thích hợp để nó đẹp. Ok mấy chị, rồi gọi Hằng Kali với số điện thoại 408-206-1934 408-206-1934 hoặc là viết tin nhắn gửi về cho Hằng với số điện thoại 408-206-1934 để được Hằng tư vấn bộ sản phẩm về skin care thật tuyệt vời nha. Ok mấy chị. Rồi thì thật ra khi mấy chị mà mua hàng của Hằng thì mấy chị đều biết là ô Hằng có giới thiệu về Hằng căn chỉ collagen. Thì khi mình căn chỉ collagen có nghĩa là mình nói ô không phải mình căn chỉ rồi mình không dưỡng da, đâu có ai mà căn chỉ mà không dưỡng da. Căn chỉ có nghĩa là mình căng nâng lên cái cơ mình đã chảy xệ. Tại ai lớn tuổi rồi da mặt nó cũng chảy xệ, nó sẽ đồn xuống thì nhìn cái mặt mình nó rất là buồn, nó rất là già. Cho nên ai cũng sợ thì phải đi căn chỉ, có nghĩa là thời buổi bây giờ người ta có một cái phương thức, người ta luồn những cái sợi chỉ đó ở bên trong cơ của mình, người ta kéo nó lên đây thì nó sẽ làm cho cái cơ mặt của mình nó thẳng lên thì nhìn mình đâu có già, mà khi mình chảy xuống thì mình thấy mình già, mình buồn đúng không? Cho nên là mấy chị căn chỉ là căn chỉ, rồi mấy chị dưỡng da là dưỡng da. Căn có nghĩa để nâng cơ, rồi dưỡng da là để cho nó căng bóng. Thì Hằng cũng đã có nói căn chỉ, Hằng có đọc cái số điện thoại của cái thẩm mỹ viện chị Thanh Mai rồi đó. Thì mấy chị em mình có ai có nhã hứng tới vấn đề mà căn chỉ collagen thì điện thoại tới cái thẩm mỹ viện của chị Thanh Mai để tư vấn về cái căn chỉ nha, như thế nào nha. Thì thật sự Hằng cũng đã căn chỉ đó, thì căn là căn cho nó không có chảy xệ đúng không đó, nhưng mà dưỡng da là dưỡng da cho căng bóng mịn mà đúng không đó ok mấy chị. Rồi thôi thì video của Hằng tới đây thì Hằng xin tạm dừng. Hằng luôn luôn chúc tất cả cô chú anh chị em xem kênh YouTube của Hằng Kali, hay là cũng như mà mấy chị em mấy cô chú đã từng mua sản phẩm bột collagen của Hằng, thật nhiều sức khỏe và mấy chị luôn tươi trẻ nha. Ok bye.